Bây giờ chúng ta hãy xem phương pháp làm bánh quay vặt. Đầu tiên chúng ta có bột. Hai thứ, thứ bột năng, thứ bột mì. Đây là bột mì. Và đây là bột năng. Đó là nhân đậu xanh. Đây là nhân đậu xanh. Đây là nước và dầu. Bột chúng ta vò thành từng viên như thế này. Nó tròn tròn. Đây là phương pháp vò bột từng thành viên. Bột mì ở ngoài và bột năng ở trong. Đến công đoạn cán. Cán mỏng nó như một tờ giấy. Hay là cái bánh tráng cũng được. Cán xong, cuốn tròn và lại cán theo một hướng khác. Rồi để xuống, giò lại cuốn tròn nữa, cán ra tiếp. Cán xong thì nó mỏng như thế này, giống như giấy hay là bánh tráng. Sau đó nắn nhân và cho nhân vào. Và cuốn lại. Và cái bánh đã xong. Đây là cái bánh quay vặt. Sau khi cán xong nó sẽ có một nửa tròn. Và cho vào cái lò nướng. Nướng thành công thì đây là cái bánh và có thể ăn được. Và xếp nó vào mâm. Bánh sẽ có màu vàng ươm, thơm lừng và bắt mắt.